Hàn Quốc bồi thường cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol. Bỏ thiết quân luật con đường phục hồi cho ngành du lịch Thái Lan. Mỹ sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính đối với tấn công mạng. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC Thế Giới ngày 2 tháng 4 và vừa rồi là những nội dung nổi bật. thưa quý vị một năm sau thảm họa chìm phà Sewol thì chính phủ Hàn Quốc đã chính thức công bố số tiền bồi thường cho gần 300 người thiệt mạng trong vụ này ngày 16 tháng 4 năm 2014 phà Sewol chở 476 người đã gặp tai nạn hơn 300 người thiệt mạng phần lớn trong số đó là các em học sinh đang đi dã ngoại đến đảo Jeju vụ tai nạn được cho là kết quả của sự quản lý yếu kém và thủy thủ đoàn thiếu kinh nghiệm hôm 2 tháng 4 vừa qua chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ bồi thường 700.000 đô la Mỹ cho mỗi gia đình của các giáo viên thiệt mạng do ở lại giúp các em học sinh Mỗi học sinh sẽ nhận được 380.000 đô la Mỹ bồi thường từ chính phủ. Gia đình của các nạn nhân khác sẽ nhận được đến 550.000 đô la Mỹ tùy thuộc vào độ tuổi và thu nhập của nạn nhân. Người thân của nạn nhân có thể sẽ được nhận thêm tiền từ trợ cấp xã hội và bảo hiểm. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều bị phạt tù từ 20 đến 30 năm, riêng thuyền trưởng bị tuyên án 36 năm tù. Trong một đoạn băng ghi lại, thuyền trưởng đang cố gắng thoát khỏi chiếc phà bằng thuyền cứu hộ trong khi gần 300 người khác vẫn còn bị kẹt ở bên trong. Trước báo cáo tham nhũng ở Kenya có liên quan đến các công ty Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc hôm 1 tháng 4 cho biết nước này luôn yêu cầu các công ty phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại nếu hoạt động ở nước ngoài. Chính phủ Kenya vừa công bố một báo cáo ghi tham nhũng của 175 quan chức chính phủ Kenya. Trong đó có một số các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được các công ty Trung Quốc đấu thầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các công ty Trung Quốc luôn được yêu cầu làm đúng luật ở nước sở tại. Tôi có thể nói rằng các công ty Trung Quốc luôn được yêu cầu phải tuân theo luật của nước sở tại, hoạt động theo đúng nguyên tắc của doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ xã hội. Trình bày trước Quốc hội Kenya vào ngày 31 tháng 3, báo cáo trích dẫn thêm các trường hợp khác, từ hối lộ cho đến lạm quyền để thắng được các dự án đấu thầu của chính phủ. Trong một trường hợp khác, các quan chức Kenya đã ăn chia một khoản tiền 15 triệu đô la Mỹ với công ty Sinopec Trung Quốc. Sinopec vẫn chưa có lời bình luận nào về vụ việc này. Theo số liệu mới nhất, thì lĩnh vực dịch vụ điểm sáng duy nhất của kinh tế Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tháng 3, làm tăng thêm lo lắng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tháng 3. Đây là một tin xấu bởi dịch vụ là điểm sáng duy nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hồi năm ngoái. Chỉ số BMI phi sản xuất tháng 3 đạt 53,7 điểm, giảm so với 53,9 điểm hồi tháng 2. Hồi năm 2014, lĩnh vực dịch vụ chiếm một nửa nền kinh tế và tạo thêm việc làm, trong khi lĩnh vực sản xuất đang phải vật lộn. Tuy nhiên, những số liệu chậm chạp mới đây cho thấy lĩnh vực dịch vụ dường như bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc tháng 3 chỉ sắp xỉ trên dưới ngưỡng 50. Một số dữ liệu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ mất việc tại các nhà máy tiếp tục tăng. Kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp nhằm tránh bất ổn xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh. Chính phủ đã hai lần cắt giảm lãi suất và nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy kinh tế, nhưng đến nay các tác động vẫn rất hạn chế. Một vấn đề khác chính là thị trường nhà đang mất giá của Trung Quốc. Hồi đầu tuần, chính phủ nước này cắt giảm các khoản thanh toán khi mua nhà và giảm thuế doanh thu nhằm chống trượt giá. Tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản đang ở mức báo động, thưa quý vị, đặc biệt nghiêm trọng khi mà có nhiều trường hợp người già neo đơn qua đời hàng tuần mà không ai hay biết. Đây là căn hộ của một ông cụ ngoài 80 tuổi qua đời một tháng mà xung quanh không ai hay biết, cho đến khi xác bút mùi, hàng xóm sống ở tầng dưới mới phát hiện ra. Tôi biết nhiều trường hợp người ta qua đời mà không ai hay biết, có khi còn có cả trẻ con, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó lại có thể xảy ra ở khu căn hộ của tôi. Ước tính có khoảng 5 triệu người già đang sống neo đơn tại Nhật Bản. Một số người không có gia đình, một số khác lại mất liên lạc với người thân. Mối quan hệ với gia đình ngày càng lỏng lẻo cũng là một vấn đề tại xã hội vốn rất coi trọng tình thân này. Chính phủ Nhật Bản ước tính mỗi năm có 40.000 trường hợp người già neo đơn qua đời, như ông cụ nói trên. Trong vòng 10 năm nữa, con số có thể lên tới 100.000 người. Người dân xung quanh phải nhờ đến dịch vụ thanh lý tài sản để dọn dẹp căn nhà của ông cụ. Ông chủ của dịch vụ này cho biết, việc phải nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng như thế này là chuyện thường tình. So với 2-3 năm trước, người Nhật Bản bây giờ đã chấp nhận và có cái nhìn thoáng hơn về dịch vụ dọn đồ người chết của chúng tôi, người tìm đến chúng tôi ngày càng đông. Sau khi hoàn tất công việc của mình, đội thanh lý còn phải là một nghĩa cử quan trọng, đó là đặt hoa, nhang và một bức hình chụp để lại tại hiện trường. Chỉ ít đây là một nghĩa cử của những người làm dịch vụ không lấy gì làm vui vẻ, nhưng lại là một dịch vụ rất tiềm năng. Và bà Misao Okawa, một phụ nữ Nhật Bản được cho là người cao tuổi nhất thế giới vừa qua đời vào hôm qua 1 tháng 4, ở tuổi 117. Bà Okawa vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 vào tuần trước, hôm 5 tháng 3. Truyền thông Nhật Bản cho biết bà qua đời do lớn tuổi tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Osaka, phía tây Nhật Bản. Bà chính thức được thừa nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness là người cao tuổi nhất còn sống cách đây 2 năm, khi một người Nhật Bản khác đã qua đời khi được 116 tuổi và 54 ngày. Danh hiệu người già nhất thế giới giờ đây thuộc về Richard Weave, người Mỹ, sẽ bước sang tuổi 117 vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Bà Okawa là con gái của một thương nhân bán vải ở Osaka. Bà sinh năm 1898, thích hôn năm 1919, có bà đứa con, 4 người cháu và 6 chắc. Truyền thông Nhật Bản cho biết bà chưa bao giờ bị bệnh nặng trong đời. Nhật Bản có hơn 58.000 người từ 100 tuổi trở lên, theo số liệu của chính phủ công bố tháng 9 năm 2014. Kính thưa quý vị, đối phó hạn hán truyền miên ở California, nhiều người dân đã thay mảnh vườn trong nhà mình thành vườn cảnh kiểu sa mạc để tiết kiệm nước. Ý tưởng này nhanh chóng được nhiều người khác làm theo. Để đối phó với nguy cơ hạn hán kéo dài, người dân California đang thay bãi cỏ trước nhà mình bằng vườn cảnh sa mạc để tiết kiệm nước. Khu vườn mới chỉ cần một lượng nước tưới bằng 1 phần 10 so với lượng nước trước đây. Mọi người rất thích ý tưởng này, có nhiều người tôi không biết từ đâu đến cũng đến nói chuyện với tôi. Thống đốc bang California cho biết ông đã đặt hàng 4,6 triệu mét vuông vườn cảnh sa mạc để thay thế cho những bãi cỏ trước đây. Tuần trước, thống đốc Jerry Brown đã duyệt qua 1 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ hạn hán và xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống nước trong bang. Theo lệnh của thống đốc, chủ sở hữu các tài sản thương mại như sân góp hay các doanh nghiệp phải cắt giảm lượng nước sử dụng riêng cho tới cỏ 25%. Thống đốc Rao cũng yêu cầu các cơ quan cấp nước cho lĩnh vực nông nghiệp của bang lên kế hoạch chi tiết để quản lý nguồn nước trong đợt hạn hán. Đối với nhiều người dân California, các biện pháp lần này là một phần của chiến dịch Endless Summer. Thiếu nước là điều rất đáng lo ngại bởi nước là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Trong khi một số vùng khác của Mỹ lại bị bão tuyết thì hạn hán vẫn bám trụ lại California. Khủng hoảng kinh tế đang bao trùm khu vực miền đông Ukraine, mặc dù tình hình căng thẳng đã dịu bớt sau thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký hồi đầu tháng 2 vừa qua. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ukraine sẽ không thể trả nổi món nợ 3 tỷ đô la cho Nga vào năm 2015. Một nước châu Âu cũng đã bắt đầu ngờ vực khả năng trả nợ của Ukraine và từ chối giúp đỡ tài chính. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, nền kinh tế Ukraine đã giảm sút 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là số liệu chính thức, còn theo một số thống kê khác thì con số đó có thể là 45%. Có thể nói kinh tế Ukraine đang bình bờ sụp đổ. Ông Isenko cho rằng suy thoái kinh tế tại Ukraine là do nội chiến tại khu vực miền Đông. Nhưng dù tình hình chính trị đã bớt căng thẳng thì nền kinh tế vẫn tiếp tục suy yếu. Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã không thể hỗ trợ kinh tế cho Ukraine như hứa hẹn, mặc dù có gửi đi chuyên gia quân đội và vũ khí. Theo ý tôi, Mỹ không nhắm vào những lợi ích kinh tế từ Ukraine, họ nhắm nhiều hơn đến mục đích chính trị. Mỹ và Nga vốn đối đầu nhau trong nhiều vấn đề quốc tế, và những rối ren chính trị và cuộc nội chiến chỉ là một trong những phương tiện mà Mỹ sử dụng để tác động đến sự phát triển của Nga, cũng như hủy hoại nền kinh tế và quan hệ thương mại giữa Nga với EU. Với việc Nga có mối quan hệ kinh tế gần gũi với Ukraine, việc kinh tế Ukraine rơi vào khủng hoảng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Nam của Nga. Các chuyên gia cho rằng Nga cần cung cấp nhiều hơn về kỹ thuật và vốn, chứ không chỉ trợ cấp nhân đạo đối với miền Đông Ukraine. Hơn 40 triệu người dân Ukraine cần được đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu. Họ không thể lúc nào cũng sống nhờ trợ cấp nhân đạo. Không ai có thể cung cấp cho họ mãi. Cho nên Nga cần hỗ trợ ca vốn và giúp người dân Ukraine tái thiết lại không gian sống của mình. Kính thưa quý vị, đến đây thì phần 1 của chương trình xin được khép lại. Phiến xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh FBNC để theo dõi phần 2 với các nội dung nổi bật sau đây. Bỏ thi quân luật, con đường phục hồi cho ngành du lịch Thái Lan ethiopia nỗ lực khai thác và thúc đẩy du lịch